Hello các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo. Thực ra là trên AutoCAD là chính, nhưng mà cái mẹo để chúng ta convert cái đối tượng export cái model từ Tekla. Sau khi chúng ta export ra file 3D CAD thì chúng ta sẽ biến đối tượng đó thành đối tượng 3D object của AutoCAD như thế nào. Thì chúng ta sẽ có hai cái bước như sau. Bước 1, các bạn sẽ vào file menu, các bạn sẽ export ra file 3D DWG. Sau đó chúng ta sẽ đặt tên là file, tôi ví dụ đặt tên là test. Ở đây tôi sẽ để selection dạng là own object, tức là tôi export cả model luôn. Phần màu của đối tượng tôi để object by class và layers as name. Tôi kích vào export. Thì bước này thì chúng ta rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ export và tôi sẽ mở cái thư mục của cái file này và tôi mở trên phần mềm Autodesk AutoCAD. Thì cái này các bạn nên dùng phiên bản đời cao một chút. Ví dụ tôi hiện tại đang dùng phiên bản Autodesk AutoCAD 2022. Thì sau khi các bạn export ra file AutoCAD thì chúng ta sẽ room all, chúng ta sẽ vào phần tôi xoay lên, chúng ta để ở chế độ là Concept Store. Sau đó chúng ta sẽ chuyển cái phần chế độ hiển thị không phải Drafting and Annotation mà các bạn chuyển về chế độ 3D Modeling. Sau đó tôi sẽ ví dụ cho các bạn, tôi sẽ convert cái khu vực này. Tuy nhiên khi các bạn còn export cái đối tượng từ mô hình của Tekla ra thì nó đang ở dạng block, thì các bạn sẽ dùng lệnh explode thôi, đơn giản lệnh explode trên AutoCAD và các bạn sẽ quét toàn bộ cái model đấy và các bạn ấn vào nút enter là xong. Thì chúng ta sẽ có phá vỡ toàn bộ các block có 3.623 cái đối tượng đã được phá vỡ, thì nó sẽ chuyển sang dạng là mesh polyface đấy. Thì cái dạng này chúng ta sẽ convert nó bằng cách sau khi chúng ta convert nó sang dạng mesh polyface, các bạn sẽ ở phần tab mesh các bạn sẽ có công cụ là convert to solid. Thì tuy nhiên là chúng ta phải convert cái đối tượng này là ở dạng mesh thì nó đang là polymesh, thì các bạn sẽ dùng kích vào cái phần mesh đây, các bạn sẽ chọn ở phần mesh style để cho tôi là most ni khoa, chúng ta sẽ kích vào nút này và chúng ta sẽ quét toàn bộ những đối tượng chúng ta muốn. Tôi sẽ xét ví dụ một cái góc này và tôi ấn vào nút chuột phải hoặc nút enter, rồi tôi ấn nút ok và nút grid mesh. Khi này các cái đối tượng của tôi nó chuyển sang rằng là mesh và chúng ta sẽ sử dụng lệnh convert to solid. Chúng ta sẽ quét những cái object đó, chúng ta ấn enter, rồi thì phần mềm sẽ convert những đối tượng đó sang dạng solid. Ok, thì chúng ta sẽ có được dạng solid các bạn nhé. Đấy, thì những đối tượng này là nó dạng solid, các bạn sẽ có được khối tích, sẽ được có được khối lượng và khối tích của nó. Ok chưa, chúng ta có thể dùng lệnh li để check. Đấy, chúng ta sẽ có khối tích có dạng này là 3 lê solid, các thứ điểm, các thứ có tọa độ của nó. Ok chưa anh em? Đây, chúng ta có thông tin về property. Ok, thì đó là cái mẹo để chúng ta kiểm tra convert cái đối tượng từ mô hình Tekla sang file AutoCAD mà ở dạng solid object. Rất là hy vọng sẽ là chia sẻ hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.